khấu cũng đã chuẩn bị hết trơn cả nhà. Cả nhà thấy những khung cảnh rất là đây, cái này là chưa khai trương nha, bữa nay là test thôi. Dạ test thôi nha cả nhà. Thì sân khấu và những cái phòng ốc rất là rộng rãi nha cả nhà. Ok. Rất là rộng rãi. Thì các mình sẽ quay những cái này cho xem. Cái này test để cho mấy anh em và những khách hàng khách được đến để mình test những cái căn phòng này nha. Đây có những cái chòi rất là dễ thương nè, cái nhà bằng cây á. Dạ. Đó, ai mà ngày mai là ngày 9, ngày 7 là ngày 9. Dạ. Ok cái nhà. Hôm nay là ngày 9 nha. Từ bên đây đi qua bên kia là 1500 m². 1500 m² nha, rất là rộng rãi. Của thành phố Cà Mau chúng ta nha. Anh chị ở Cà Mau thì còn đến đây ủng hộ và dùng những món ăn, nói chung là đặc biệt là cua rất là ngon và những món ăn mà thuần tí để phục vụ tất cả quý vị. Dạ. Đây cái này mới cái test thôi, cái này chưa có bán nha, hôm nay chưa có bán. Test gia đình thôi. Dạ. Ngày mai sẽ là ngày 9. Ngày mai khách bình đồng mọi người sẽ hát tại khu vực này. Nghe cả nhà. Hello cả nhà ơi, hát địa chỉ ra. Chúc đại này. Mới biết cái này là ngày nào nữa mình chưa xuống Cà Mau. Ok mời. Em review. Em review chút xíu. Mấy ông chủ nè. Rồi mọi người. Còn bên kia thì mấy anh em và gia đình, những cái cổ đông của anh em ở đây. Đây cả anh ơi. Ai mà không biết thành phố Cà Mau này chứ ai chưa biết thì đến đây khu đô thị Happy Home nha. Khu đô thị Happy Home. Rồi nhìn lên sẽ thấy đây. Đây cái nhà hàng này cả nhà. Ok cả nhà, đây. Nhà hàng đây nha cả nhà. Các cái mình quay zoom lại cho nó rộng á. Đây nhà hàng King Cua. Ok. Rất là rộng rãi, 1300 m². 1300 m² nè. 1300 m² nha cả nhà. Ok. Các mình sẽ quay sơ cho quý vị xem tới những cái phòng ốc trong thì rất là lớn nha. Dạ. Rất là lớn. Quý vị nào ở Cà Mau thì quý vị hãy đến với King Cua. King Cua thành phố Cà Mau. Dạ. Ok, những cái chòi này cả nhà. Rất là rộng cả nhà. Ok. Chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Các mình đã quay một vòng cho cả nhà xem rồi. Ok cả nhà. Luôn vui vẻ và hạnh phúc cả nhà. Nhưng mà cái con này là nó to nó mẩy nha. Dạ, nhưng mà nó Sài Gòn nó không không mẩy, nó không dày. Việt Nam gì cơ. Mình kinh vô Cà Mau đúng rồi. Nhiều người mấy năm xuống Cà Mau này hôm nay mới biết được thưởng thức cua Cà Mau này. Nó dày mình anh ha, mà nó chắc luôn á. Mẩy. Dạ, nó mẩy á. Ông ngoài Bắc mình gọi là mẩy. Mẩy đó. Thôi. Ăn nhiều tối nó bò. Đúng không? Tối nước bò. Thấy lên ăn ngay quá. Cái này nó giòn quá, nó dài ngồi cho đi. Bỏ lớn bằng tính này. Em cái này lại thêm là văn ấy là. Còn ăn hết rồi. Chứ hiếu quá. Dạ em đi xe cách thuốc. Vậy nó đi xe full trang. Đây à. Quá trời cái mua rồi. Mua à. Kéo ơi. Mua gì? Cái mang phải không? Cái mình nói là cái mang ai nói cái mu ý cái mình nói là cái mu nó đặc, cái mu nó nhiều gạch, nó mập. Người miền Tây của em cũng gọi là cái mu không à. Ủa đúng mà, cái mu cua, cái mu rùa ở miền Bắc. Dạ, mà chỉ có cái người hiểu nó mới rằng biết đó rồi. Không phải nói có nội tình gì đó. Mu cua mà nói chuyện cho vui á. Hello cả nhà, cũng như là khách mình với mấy đứa em mới vừa xuống đây và chuẩn bị cho ngày mai là khai trương. Ngày mai là đúng là ngày khai trương 7 tháng 7 tại thành phố Cà Mau. Mà quý vị anh chị nào
ở Cà Mau thì quý vị hãy đến địa chỉ này nha, mình sẽ đọc nha. Đây cả nhà, cái địa chỉ ngày mai là D Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, cổng khu công nghiệp đô thị Happy Home nha. Dạ, đây này cả nhà. Ngày mai các anh chị và các bạn nha. Phải đến đây nha, ngày 7 tháng 7 nha. À, địa chỉ đây cả nhà. Đây địa chỉ đây. D Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, cạnh cổng đô thị Happy Home. Dạ. Ok cả nhà.